Xin chào các bạn. Trong bài học số 9 này, vấn đề nhạc lý cơ bản chúng ta tìm hiểu về số chỉ nhịp. Trước hết, để phân biệt được những phần mạnh nhẹ của âm thanh trong bản nhạc, thì người ta chia thành những nhịp và phách. Nhịp là những phần nhỏ có giá trị thời gian bằng nhau, được lặp đi lặp lại đều đặn trong một bản nhạc, còn gọi là ô nhịp. Mỗi ô nhịp lại chia thành những phần nhỏ hơn đều nhau về thời gian, gọi là phách. Trong đó có phách mạnh, tức là trọng âm, còn lại là phách nhẹ. Về số chỉ nhịp, thì số chỉ nhịp được đặt ở đầu đoạn nhạc ngay sau khóa nhạc, có hình thức gần giống như một phân số, nhưng không có vạch ngang ở giữa. Trong đó thì số ở trên chỉ số lượng phách trong một ô nhịp. Ví dụ 2, 3, 4, 6, 9, đó là số phách. Còn số ở dưới chỉ giá trị mỗi phách bằng bao nhiêu phần của nốt tròn. Ở đây chúng ta thấy có 3 nhóm. Nếu số dưới là 2 trong nhịp 22, C có vạch dọc cũng là nhịp 22, thì mỗi phách có giá trị bằng một nửa nốt tròn, tức là tương đương với nốt trắng. Trong nhịp 2, 4, 3, 4, 4, 4, C cũng là nhịp 4, 4, hoặc nhịp 6, 4, thì mỗi phách có giá trị bằng một phần tư của nốt tròn, tức là tương đương với nốt đen. Còn nếu số dưới là 8 trong nhịp 3, 8, 6, 8, 9, 8, thì mỗi phách có giá trị bằng 1 phần 8 của nốt tròn, tức là bằng nốt móc đơn. Sang phần thứ hai, xướng âm thực hành. Trong bài học hôm nay chúng ta tiếp tục xướng âm giọng son trưởng với bộ khóa có một dấu thăng ở pha. Đặc biệt trong bài học này chúng ta tập xướng âm nhịp 3, 4, là loại nhịp đơn có một trọng âm gồm 3 phách, mỗi phách tương đương một nốt đen. Phách thứ nhất là phách mạnh, phách thứ hai và phách thứ ba là phách nhẹ. Nhìn vào dòng nhạc này chúng ta nhận thấy từ sòn lên son là thang âm son trưởng. Còn ở đây sòn, si, rế là các nốt trụ của giọng son trưởng. Bây giờ mời các bạn thực hành xướng âm. Trước hết mời các bạn thực hành xướng âm thang âm son trưởng từ sòn lên son với nốt pha thăng. Liền sau đó là ba dấu trụ của giọng son trưởng sòn, si, rế. Đặc biệt trong bài này chúng ta gặp dấu hoàn hay dấu hồi tống, có nghĩa là khi đọc hết đoạn chúng ta lặp lại. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng. Sòn, la, si, đô, rê, mi, pha, sòn, la, sòn. Si, sòn, rê, si, rê, pha, la, sòn. Si, sòn, rê, si, rê, pha, la, sòn. Trong đoạn nhạc xướng âm thực hành thứ nhất này, chúng ta thấy ô nhịp đầu tiên là nhịp lấy đà. Chúng ta gặp dấu lặng trắng nghỉ hai phách, xướng âm từ phách thứ ba. Rồi chúng ta gặp dấu nối nốt rê ở ô nhịp này ba phách, có dấu nối sang ô nhịp sau một phách. Nốt rê chúng ta ngân bốn phách. Cũng gần tương tự như vậy, nốt son cuối cùng chọn một ô nhịp là ba phách nối sang ô nhịp cuối cùng hai phách. Vậy nốt son này chúng ta ngân đủ năm phách. Bây giờ mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. Một, hai, ba, vào. Rê, si, son, la, la. La, la, son, la, si. Si, rê, si. La, si, re, son,
son la, la son si son mi, la do fa fa son. Bây giờ mời các bạn sướng âm cùng. 1, 2, 3, vào. Re si son la la, la la son la si, si re si mi mi, si la mi re re, si si re la, si re son son la, la son si son mi, la do fa fa son. Bây giờ mời các bạn sướng âm cùng với tiếng đàn. 1, 2, 3 vào. Trong đoạn nhạc thực hành xướng âm thứ hai này, chúng ta cũng xướng âm nhịp 3-4 giọng son trưởng với nốt trắng, nốt đen, đen chấm dôi và nốt móc đơn. Đặc biệt trong đoạn này, khi xướng âm chúng ta lưu ý tới cao độ của nốt đô thăng bất thường. Bây giờ mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. 1, 2, 3 vào. Si re re si do si la son la si son la mi fa la son fa re do re si re re si do si la son la si son la mi fa la re la do si son. Bây giờ mời các bạn sướng âm cùng. 1, 2, 3 vào. Si re re si do si la son la si son la mi fa la son fa re do re si re re si do si la son la si son la mi fa la re la do si son. Bây giờ mời các bạn sướng âm cùng với tiếng đàn. 1, 2, 3 vào. Trong đoạn nhạc thực hành xướng âm thứ ba này, chúng ta đặc biệt lưu tâm tới ba nốt đô thăng bất thường. Bây giờ mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. 1, 2, 3 vào. Re si son la 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 si mi fa la fa re re do la la si do si do re mi re la son si son mi mi fa.
fa la son son. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng. 1 2 3 vào. Re si son la 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 si mi fa la fa re re do la la si do si do re mi re la son si son mi mi fa la son son. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng với tiếng đàn. 1 2 3 vào. Như vậy, bài học số 9 của chúng ta hôm nay đã xong. Mời các bạn dành nhiều thời gian ôn luyện để có thể làm chủ được nhịp 3-4 với giọng son trưởng. Chúc các bạn ôn luyện thành công. Hẹn gặp lại trong bài học tới.